Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông mãi quần mãi không xong một bà hay mãi bất lực. Ông Phan Văn Mãi là người có quyền lực lớn thứ nhì tại thành phố lớn nhất đất nước. Với vẻ mặt giống cố thủ tướng Phan Văn Khải, ông Mãi tiến thân như diều gặp gió và là nhân vật làm người ta ngán ngại nhất ở thành phố này. Ông Bí thư Nguyễn Văn Nên tuy là người đứng đầu thành phố nhưng ông không làm càn như ông Phan Văn Mãi. Với việc bà Nguyễn Phương Hằng phát livestream truyền hình trực tiếp tại Bình Dương, móng Phan Văn Mãi đã cho công an thành phố Hồ Chí Minh bắt bà Hằng là không đúng quy trình tố tụng. Tuy nhiên, ông bất chấp. Ông đã áp lực cho công an tỉnh Bình Dương phải ôm hồ sơ điều tra giao cho công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Đấy lại là cái không đúng. Lẽ ra công an thành phố Hồ Chí Minh phải ôm hồ sơ giao cho công an tỉnh Bình Dương vì hành động được cho là cấu thành tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng là diễn ra ở tỉnh Bình Dương. Hành động này được nhiều người cho rằng ông Phan Văn Mãi đang cậy quyền, cậy thế, làm càn. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi. Con người nóng giận bao giờ cũng mất khôn. Việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream nhắm vào ông Mãi làm ông mất bình tĩnh. Chỉ hai ngày sau khi bị nhắc tên, ông đã xua công an bắt luôn bà Hằng, cho thấy động cơ dùng quyền lực bịt miệng tiếng nói thật sự đã diễn ra. Không ai có thể truy tố được ông Phan Văn Mãi lúc này. Tuy nhiên, ý đồ của ông không giấu được con mắt của hàng triệu người dân. Bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng 3 tháng không khai thác được gì. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho tạm giam thêm 2 tháng nữa cũng không khai thác được gì. Sau đó bị buộc phải khởi tố bà Hằng để tạm giam thêm 19 ngày nữa, vì không khởi tố thì buộc phải thả bà Hằng ra. Đã gần 6 tháng nay, ông Phan Văn Mãi cho công an thành phố Hồ Chí Minh quần bà Hằng tơi tả mà chẳng thu thập được gì. Xem ra, ngoài việc bà Hằng có bằng chứng thuyết phục, bà còn là người phụ nữ vững vàng. Vào sáng ngày 6 tháng 9, các báo của Nhà nước Việt Nam cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả lại hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều số 331 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra chưa đủ chứng cứ buộc tội nên Viện Kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của một số người có dấu hiệu đồng phạm với bà Hằng, giải quyết việc công an Bình Dương đề nghị nhập hành vi của bà Hằng thực hiện tại địa bàn này vào vụ án công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Bà Hằng trước đây mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đến năm 2010 đổi tên như hiện tại. Bà là đại gia bất động sản, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Ship. Từ xưa đến nay, khi mà quan chức chính quyền mà nhắm vào ai thì người đó không thể thoát. Vì tòa án, viện kiểm sát và công an điều tra đều là công cụ phục vụ cho mục đích của chính quyền, chứ không phục vụ cho công lý. Rất nhiều vụ án bất chấp chứng cứ, chỉ cần cấp trên ra lệnh là tòa án xử theo mệnh lệnh mà không cần những lời bảo chữa khác. Tuy nhiên, với trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng thì có vẻ như ông Phan Văn Mãi đang bất lực về vấn đề đó, cho nên mới kéo dài đến 2 lần tạm giam, vẫn thiếu chứng cứ thuyết phục. Đây là hình ảnh ông Mãi quần mãi không xong. Tuy bà Phương Hằng là thường dân nhưng bà lại là một đại gia có nhiều tiền. Có quyền đấu với tiền tất nhiên khó hơn quyền đấu với những người không có tiền. Ngay cả khi làm kinh doanh, bà Phương Hằng cũng có cả luật sư tư vấn về mặt pháp lý cho công ty, thì khi bà bị bắt không có lý do gì bà không thuê luật sư giỏi để bào chữa cho bà. Đó là cái khó đối với cơ quan tố tụng hiện nay. Ông Phan Văn Mãi đang có quyền lực rất lớn, tuy nhiên ông đang dùng quyền lực ấy vào bảo vệ bản thân ông hơn là xây dựng hình ảnh một lãnh đạo có năng lực quản lý. Ông Mãi đã chọn cách không bền. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin biến lớn trong tứ trụ, Nguyễn Phú Trọng rút, ai sẽ thay thế. Vào lúc 18:15 vào ngày 5 tháng 9, tờ báo Tuổi Trẻ đã đưa tin Bộ Chính trị sẽ giới thiệu nhân sự bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Theo quy định 80, Bộ Chính trị sẽ trình ban
chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề lớn về công tác cán bộ, chiến lược cán bộ, chuẩn bị và giới thiệu nhân sự xem xét bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Ông Võ Văn Thưởng vừa là Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt cho Bộ Chính trị ký quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định gồm 6 chương 34 điều nhằm thay thế cho quy định số 105 của Bộ Chính trị ban hành vào năm 2017. Đây là hình ảnh thông tin trên tờ báo Tuổi Trẻ vừa đăng tải. Nội dung quy định quản lý cán bộ gồm phân cấp quản lý cán bộ là đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển chọn, bố trí, phân công, bổ nhiệm lại và giới thiệu, ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, phong, thăng và giáng tước quân hàm, cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ và đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với cán bộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, thực hiện chế độ chính sách cán bộ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác cán bộ. Về phân cấp quản lý cán bộ, quy định 80 nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy trực thuộc Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, Đảng đoàn, Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, vân vân. Quy định cũng nêu rõ về phân cấp quản lý cán bộ đối với trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị, quyết định chủ trương chính sách về công tác cán bộ và cán bộ theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đó là Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đây là hình ảnh liệu ông Vương Đình Huệ có là người sẽ thay thế được ông Nguyễn Phú Trọng hay không là một câu hỏi được đặt ra. Chỉ còn một khoảng tháng nữa là đến Hội nghị Trung ương lần thứ 6, Bộ Chính trị bất ngờ công bố quy định 80 là nhằm mục đích gì? Đấy là câu hỏi mà mọi người đang đặt ra. Và liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có xin rút hay không? Bởi nếu các chân khác trong tứ trụ rút thì ba trụ còn lại không biến động nhiều. Nhưng vị trí ông Tổng rút thì ắt sẽ xáo trộn ba chân trụ còn lại. Bởi vì cả ba chân trụ đều đang chạy đua khốc liệt vào chiếc ghế Tổng Bí thư mà ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ. Còn hơn một tháng nữa là còn chiến, cho nên chưa biết ai sẽ thay thế ông Tổng Bí thư, và cũng có khả năng ông Tổng Bí thư không chịu rút thì lại không có gì biến động cả. Và giả sử ông Tổng Bí thư rút thì ông tự rút hay bị ép về vườn giữa nhiệm kỳ? Đấy là vấn đề người ta cũng đặt ra câu hỏi lớn. Từ Hội nghị Trung ương lần thứ 5 trước đây đã có tin tức ông Tổng Bí thư sẽ rút, nhưng đến giờ phút chót ông vẫn bám lại chiếc ghế quyền lực của mình. Tuy nhiên lần trước chỉ là tin đồn, còn lần này là Bộ Chính trị đang có động thái rõ ràng. Động thái này được ngầm hiểu là bước chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp diễn ra sau hơn một tháng nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng được cho là con người khó lường. Ông Nguyễn Phú Trọng là người khó lường. Ông làm cho các quan chức lớn trong Bộ Chính trị hỏng ăn hết lần này đến lần khác. Việc chuẩn bị như thế này xem ra rất nhiều kẻ mong đợi. Bởi hiện nay nhiều củi gộc đang đua nhau vào lò, thì nếu ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lại ghế Tổng Bí thư càng lâu thì càng có nhiều quan chức cỡ bự thành than. Chính tình hình chính trị trong Bộ Chính trị đang rất khó đoán, sắp tới có thể có biến động lớn. Không biết những ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng Bí thư sẽ chiến như thế nào, và chúng ta sẽ chờ thêm thời gian cho rõ.